Hôm nay là chính thức là ra mắt cho hội những thằng thích nhậu nhẹt trong công ty. Và có thể mở rộng ra ngoài công ty nữa. Thì mở rộng ra ngoài công ty mà. Ai có bạn bè nhậu nhẹt cứ gọi đến. Chỉ cần có tinh thần thôi. Đô gái nhỉ? Đô gái nhỉ? Đấy, em ơi! Gái nhỉ? Chưa có mặt phó hội trưởng. Từ xa chúng tôi đã thấy thành viên đến muộn. Phạt nặng.